các bạn, chào các bạn đã trở lại với channel chơi gà game bên của mình các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi một cái vị tướng là Gitter ha các bạn ơi. Ok, vị tướng này mình mới chơi lần đầu ha các bạn. Bởi vì nay là sinh nhật Liên Quân 20 tháng 11 thì mình ôi thì Liên Quân đã cho các bạn thử chơi tất cả tướng miễn phí ha các bạn. Muốn chơi con gì chơi mà mình thì mình muốn test cho bạn xem con Gitter thôi. Hồi săn quỷ ha các bạn. Đầu phòng quỷ với Gitter mình nó xung quá ngoài đầu phòng mình chưa chơi nó chém mình yểm quần luôn nửa cái máu rồi. Đầu phòng tôi khô máu như mày luôn. Đi chơi vô giết mày láo. Ôi nên khá là mình thì đem ngọc của full xuyên giá các bạn. That's the wrong number. Mày quá là phê luôn các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ ăn con chim nhỏ nhỏ đây các bạn. Đầu phòng quỷ Joker đâu nó chui ra vậy? Em đang đi đường trên cao bên đây, chuyên anh đâu suốt nay vậy? Đường gầu bên tên kia đi chung với Emily kìa, ăn Emily kìa. Đậu phòng vậy nó. Ok kệ, hoàn cho đi chung mình cho nó vui vui con ơi. Chứ đi mình cũng hơi chán ha các bạn. Ok, con này thì có khả năng rất là bá đạo con ơi. Ở dưới nước thì nó sẽ tăng cho bạn 15% tốc độ chạy các bạn. Ở trên đất thì nó sẽ tăng cho bạn 10% miễn thương ha các bạn. Ok, còn ở trong bộ lần thì nó sẽ tăng cho bạn 15% tốc độ đánh ha các bạn. Quá là phê luôn nha ha. Bá cả ba địa hình đó các bạn. Ok thì đầu phong đi dốc em đi tùm lum bạn, nó đi xuống mình xong rồi nó ra mít các bạn, rồi đi ông già chắc chạy đồ hôm nay chắc được các bạn. Đầu phong quý dốc quyết tân kia nó muốn chơi mình các bạn, đầu phong chạy em ơi, nè cứu em anh ơi, chết cứu đang chẳng coi nữa mà không nào cứu. Trời ơi, mình quay lại mình chơi nó không ai cứu, ta nhảy what the fuck. Đầu phong đang giằng co đợi thằng quỷ Joker với thằng Nakagot với thằng Van Helsing nó lại nó cứu mà ai cứu tên phải nồi chứ mà nhìn không có nhìn mắt các bạn. Vậy chứ để con quỷ kia tạ hù anh chắc nãy mình giết nó giờ tạ hù lại các bạn. What the fuck. Ù hơi quá các bạn ơi. Mình tưởng đâu Joker chơi lại thằng Joker các bạn. Ok hên thì Joker còn cục máu kìa các bạn. Joker thì nó khá là xui ha các bạn. Joker gì tùm lum đọc cũng khá là lẹo lưỡi ha các bạn. Ok nên Joker còn chưa về nữa. Rồi anh niên Joker bị anh niên Esu giết chết hai bạn, còn anh niên Nagoth thì muốn tả hù cho anh niên Joker để giết được anh niên Esu mọi người. Mình thì đang farm bình yên dưới đây, đầu phòng quỷ đứng bên eo tỏ cao đưa xuống đây nữa các bạn ơi. Ok con sao mà quỷ như rồi nó ra kêu bạn Victor ra kêu bạn ơi. Đầu phòng nó nghe nó múa lửa, nó múa lửa thầm lum quẩy luôn các bạn ơi. Mình thì ăn chiến con đầu trên một mạng cũng khá là ngon các bạn ơi. Tình thế cũng quá là bình thường, mạng không gì hết các bạn ơi. Ok, niên Hoàng Thị Sỉnh đang cố gắng bắn nha, niên Joker Lít Tâm rồi, mình đang cố gắng chém các bạn. Đầu khẩu chơi không bắn, nó vô tụ các bạn. Nó mà xích ra ngoài nữa là nó chết rồi các bạn. Mình thì mình chơi con này lần đầu, mình chơi cũng khá là ngu các bạn. Mình chưa có thử tận nào các bạn ơi. Cứ chơi đại đi không sao các bạn ạ. Thích là quốc, thích là chơi các bạn. Chơi không lại là chết các bạn ơi. Không có gì đâu, bình thường các bạn. Đầu phòng Joker xuống kìa các bạn, Joker 4, mày này sợ mày quá cơ, nên nó ăn quỷ. Trời ơi quỷ kia nó về không ạ, quỷ đống nè nó còn cái đống máu nó về, ủa còn cục máu hả? Ok không sao vậy, mình còn hình niên Joker mà, Joker solo với Joker bạn ơi, đậu không vậy nó. Chơi nó, đừng có kết nhau nào cho em xin ăn mạng cái đã. Ok một mạng nữa hai bạn, quá là hên luôn các bạn ơi. Mình con đoạn đã thấy thì vị tướng Gitter rất là mạnh thấy các bạn. Vị tướng này thì đang nằm ở trong sổ sứ mệnh các bạn ơi. Mà nay nó mở cho chơi miễn phí thì mình chơi cho các bạn xem luôn ha. Đập tụ luôn nè anh ơi. Ok quá phê luôn bạn, ăn luôn cái tụ rồi quá là hên luôn bạn. Quá là ngon làng cành đào luôn rồi. Ok mình thì đang lên đồ full dam các bạn. Nên khá là mỏng các bạn ơi, dễ chết lắm các bạn ơi. Ok anh đi ở đường càng dài càng cay, anh nít nó đang ở giữa cây các bạn. Nó cay lắm các bạn ơi. Các bạn đừng có giỡn mặt với hàng ông già đó nha các bạn, ông già nó ghê lắm rồi. Coi chừng nó nha. Ok mình đang đi vòng vòng trong mấy bụi lùm với mấy cái dòng sông đi lấy nội tại của mình các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy tốc độ bàn hờ lên mình hỗ trợ cánh tên mà chị mình thấy cánh tên có ba đứa luôn các bạn đi đường nước thì sẽ tăng tốc độ chạy rất là nhanh ha. Ok thanh niên xu nó chạy được các bạn. Ok còn thanh niên nào đây? Oh thanh niên what the fuck Victor nó đang con ba con bốn quan ơi, phải nào thì chứ. Ok không sao các bạn, còn thanh niên Vigo với thanh niên xu các bạn. Niên Victor nó đã chết rồi quan ơi, lát miếng nó tả hù lại nữa tài chết, nó tả hù ra giết mình nữa. Như nãy các bạn đã thấy mình chiến con đầu xong nó nghe giết mình luôn, vãi nồi thiệt chứ. Như các bạn đã thấy thì cái giọng mình nó khá là khác các bạn, tại vì mình đang bị bệnh nhưng mà đậu không vậy đó. Nói nhiều không được các bạn. Nó cực khổ các bạn ơi, đậu không vậy đó.
Ok, xin mấy con lính ông già ơi, đậu phộng anh già này anh cọc quá các bạn, đậu phộng xin mấy con lính cũng cho nữa trời ơi. Còn gặn cước vô đầu mình nữa trời đất ơi. Bãi nồi thanh niên thì chứ. Ok, ăn con chim nhỏ lấy miếng tiền ha các bạn, với miếng kinh nghiệm nữa. Ok, thanh niên Joker cấp gì cấp 8 vậy, thanh niên Joker đi gừng hay gì mà nãy giờ mình thấy nó đi gừng hoài, có bộ xanh bộ đỏ hoài à. Nên nay gốc mình đi gừng mà sao kỳ vậy, what the fuck. Ok đi bạn ơi, con sao con sao. Ông niên init kìa bạn, đang quẩy nhiệt tình luôn kìa. Ông già mà quẩy mày chắc định. Chắc định rồi ơi, bị cá luôn bạn ơi, không sao ha. Rồi niên dưới chất đá chết mà xuống kẹp đó bạn. Rồi nó đã giết luôn ha bạn, mình xuống kẹp mình xuống mình tính mình cá hết. Mình cá xuống kẹp con này. Tình thế của nó thì team mình chỉ mất một cái tụ thôi, mà team nó mất hai cái tụ các bạn. Giờ mình ăn luôn tụ này chắc mất ba cái tụ luôn bạn ơi. Ok, chắc team địch nghĩ là sẽ lát sẽ đầu hàng sớm bạn. 6 phút mà chưa đầu hàng nữa. Ok, niên ăn mì ly đã cửa lên các bạn rồi. Xác định thanh niên nhất cơ mình thì không có cứu đâu ha các bạn. Thì mình thấy thằng ấy xui trong lùm bạn ơi. Đọc phần cho mình cứu nó các bạn. Liều mạng luôn á, cha luôn, giúp. Mày mày gọi nha, cứu nó ăn luôn rồi. Ok, mình sao mình đã thấy mình ép xui nó trong lùm, mình sao nó mất tiêu luôn rồi. Nó tàn hình hả các bạn, rồi kìa nó chui cái đường, nó đi vòng rồi các bạn. Ô, niên Vigo, Vigo thằng ấy xui đứng xa bắn không ơi. Đang núp lùm đi tăng cho độ đánh các bạn. Đầu phòng xác định con mè mấy rồi con. Ok con dê. Ồ, thanh niên mình nói là còn niên Esu đang đứng bắn con bộ nội ơi. Tem combat, tem nó combat nó chừng quỷ Esu còn đứng bắn bộ nữa. Rất là mãi nồi các bạn. Như các bạn đã thấy Enrique chỉ là một vị tướng đấu sĩ hả các bạn ơi. Khá là phê luôn hả. Ok các bạn thấy đóng như tàu là đi được trên cao không à, đi gần ngoài. Đi hỗ trợ AD phép gì cũng được các bạn, đầu phòng như nữa. Ok mình thì ăn được cái hai mạng, mình chết một con này tợ cũng hơi nhiều đó bạn, tợ năm con này. Mình đâu phải tợ hủ đâu mà sao mình tợ nhiều với ta, thôi kệ coi. Những kem hắn được rồi con ơi, hắn là chính. Ok nên là cà chớn thì đang kêu tập hợp để giết thằng Vigo bạn ơi, thằng Sigo đó. Ở phòng ông giết con này cũng bay xa các bạn, cũng bay xa mà cao nữa, vãi thiệt chứ. Mày con dơ khá là lâu ha các bạn. Đồ phòng mày nó. Đồ phòng mày dơ luôn. Trời ơi quỷ năng gốc đừng chơi mang con dơ nơi này hết máu. Đồ phòng quỷ đó mà đang kẹo là năng gốc ăn con dơ các bạn. Hết máu chưa nhường tính lại cái con dơ nó cái không được bạn hơn. Đồ phòng thanh niên em ăn 10 ly của mình bị gửi các bạn. Đừng có gửi ở đây ông nội đang ăn con dơ. Ăn con chim đậu không nó vụ quỷ kia lên nó giành con chim thôi. Trời đất ơi ăn con chim cũng y với mấy quỷ này. Đồ phòng tôi bay. Ây da chết. Đầu phòng 4 mình khô máu. Ô ăn ké thì được mạng các bạn, 4 mạng rồi. 415 như các bạn, 416 gì đó, mình cũng không thấy được rồi, kệ đi. Ok, để hy sinh rồi các bạn ơi. Thằng ấy xu hy sinh rồi, giờ còn một mình ông già nít mày chết bà mày rồi con. What the fuck, tao khô máu với mày. Ông già này mày rất là dễ các bạn ơi. Ô, oh, chắc chết luôn rồi, what the fuck. Đúng như là mình đã nói thì không giỡn mặt với ông già được ha các bạn. Mình tính mình chơi khô máu nó cũng còn chút máu nên nó rất là ghê các bạn. Đúng là gừng càng nhà càng cay nữa chứ hả. Ok các bạn gặp ông già, các bạn cái đường khinh thường ông già ha các bạn. Ông già rất là ghê con ơi. Đậu phong quỷ nó giết mình sắp mặt luôn các bạn. Đậu phong nhà nó. Ok tận đấu này kéo giờ tới 8 phút 32 các bạn 34 luôn rồi. Anh kia niên quanh sinh làm cái gì vậy? What the fuck, ăn con thị đích đỏ con ơi. Team mình thì đang rất là lợi thế các bạn. Niên gốc cơ thì đang đứng đầu team công rồi 19-9 các bạn. Mình hơn team mình thì hơn nó 10 mạng các bạn. Quá là phê luôn bạn ơi. Ok, niên gốc cơ thì đang cố gắng giết niên gốc cơ các bạn ơi. Đầu phong vậy đó. Ok, niên gốc cơ thì đã sanh hơn niên gốc cơ. Và niên gốc cơ đã giết được niên gốc cơ các bạn. Đầu phong cái tên cũng giống giống nha các bạn ơi. Đầu phong dụng chưa hay ngu nữa các bạn. Rồi thanh niên Victor này ức chế quá, nãy giờ ức chế lắm, vậy qua trên kia ức chế lắm mà giờ qua đây muốn cân ngâm đi, thể hiện cái tình độ mình các bạn ơi, muốn dằn mặt, muốn làm một farm EQ đi dằn mặt mấy thanh niên bên team địch các bạn. What? What the fuck? Trời ơi, team địch đầu hàng luôn, cái ngoài vãi nồi chứ, chắc clip mình xin tập trường hẹn bạn nhớ like, share và đăng ký nội hôm nay, goodbye. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau, goodbye.